Gà thì anh nhìn thấy cái hai cái đường gà này có cái lò nướng này. Anh tháo này ra. Tháo cái này. Cái này. Đấy, hai ốc này. Cái này nó vướng dây thì anh tháo này ra, anh bỏ nó ra. Này, rút ra. Rút cái này, trong này nó có cái lông đen, nó do cao su nhá. Đấy, rút cẩn thận không có rơi mất ra là xì nó xì cái ra này. Đây là do cao su đang nằm trong này, nó cái lông đen này. Cái đầu này nó to quá, lỗ này này, anh lấy gì sao tụi em nó có cái đầu đóng, nó bầu như này thì đóng vào thì nó hết. Thấy không, tụi em đóng cái này vào đây phát là nó có cái này, có cái gì anh kiếm cái gì nó bằng đầu anh đóng vào đây này. Nó nhỏ lại thì ga nó nhỏ lại thôi. Nó cái này, và cái lỗ này. Tại vì nhiều khi tùy từng nơi ga nó, nhà em đóng theo cái ga cái ở đây nó khác, ở đấy về đây này to hơn nó do áp suất ga mạnh hơn. Đóng cái này nhỏ lại. Như con này là TG nhỏ như này là được, con này là như này là được này. Vậy thôi. Và anh muốn chỉnh chưa được thì anh lại gõ thêm tí nữa. Xong lại anh lại gắn vào như này thôi. Lại gắn vào như cũ. Đây, chỗ này nó có cái lò xo này. À, cái giòn cao su này. Không biết thì không có thì phải lấy nó ra này. Này, chỗ này có cái giòn cao su, anh khều lấy cái gì anh khều nó ra ngoài đi. Đó, thấy không? Cái giòn cao su này. Anh để trong nó đút vào nó khó thì anh đút vào đây này. Đó, nó là cái giòn cao su này mà rơi ra anh không nhìn thấy là nó bị xì ga đấy. Đấy, lại gắn vào như cũ vậy thôi. Thì anh chỉnh sao được thì anh ưng cái đấy thôi. Đây, ấn vào, nó phải khít vào như này, không bẻ vào. Đấy, vào cái ngàm là xong. Lại vặn vào. Chỗ này nó có cái ngàm này, anh đút vào đây phát là xong. Ở dưới này nó có cái ngàm nha này. Cái này nó có hai cái này, nó hai ngàm ở dưới này. Đấy. Cho phải cho nó khít thì không có là nó xì, nó không ấy là xì ga đấy. Thế mình kiểm tra tay mình sờ xuống dưới nó được. Gắn vào vậy thôi. Anh cứ gắn tiếp cái bên này vào như này, người ta sáng. Anh bật bếp, cái này chưa cần gắn, khi ok thì anh gắn được. Anh đút sao nó vào cái lỗ này là được. Anh lại bật thử xem lò nướng nó ok chưa, chưa được thì anh lại rút cho anh làm lại, đóng vào thêm tí nữa. Theo ý của anh thôi, còn em làm thì làm chứ vừa tới cho mọi người, nhưng mà anh thích to hơi sợ thích nhỏ quá thì thế rồi anh đóng vào nó xong thôi tắt đi.